Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Sau nhiều lần lên sân khấu để biểu diễn những tiết mục văn nghệ của mình, thì đây là lần đầu tiên mình bước lên bục dũng khí, thì mình cảm thấy rất là run và lo sợ. Xin chào chương trình Thiếu Niên Nói, mình tên là Lữ Phúc Kiên, học sinh lớp 12-3. Khi còn nhỏ, ba mình đã rất là khắt khe, nói thẳng ra là người có tính cầu toàn. Trong gia đình mình có chuyện gì thì mình chỉ có tâm sự với mẹ thôi. Và chuyện xảy ra là khi tổng kết học kỳ 2 lớp 1, khi mình được học sinh giỏi, thì khác với cái vẻ khắt khe thường ngày thì ba đã ôm mình và khóc. Đó là lần đầu tiên ba khóc. Và lần thứ hai, mình vẫn nhớ như in cái ngày mà khi mình vẫn còn học tiểu học. Cái ngày hôm đó là ba xỉn và ba quên đi cái ngày đón mình. Thì mình rất là ghét bị bỏ rơi. Mình đã đi bộ về đến nhà, đường rất là xa. Khi mà ba mình về đến nhà, dựng kịch xe một cái, mình nói là con lại rất ghét ba. Nhưng mà ba đã ôm mình và ba khóc. Hỏi là con có mệt không? Đi đường có xa không? Đó là lần ba khóc lần thứ hai. Mà các bạn biết không, con người ta họ lạ lắm. Khi mà người ta làm cái gì hạnh phúc cho mình á, làm cho mình vui á, thì mình rất là biết ơn họ. Nhưng mà cái niềm vui đó bạn biết không, nó chỉ giữ được trong một cái khoảnh khắc nào rất là ngắn thôi. Mỗi khi á mà bạn phạm lỗi gì, bạn làm cho họ buồn, làm cho họ thất vọng á, thì cái buồn, cái thất vọng đó nó sẽ luôn dai dẳng theo thời gian. Ba mình gọi là một người cầu toàn. Thì khi mà mình được điểm cao á, thì ba mình luôn đòi hỏi những cái mức cao hơn. Và khi mình tham gia hoạt động văn nghệ và những cái sở thích mà mình muốn á, thì ba mình không thích và thích mình chú tâm vào học tập hơn. Con biết là từ khi năm lớp 8 thì con có bồng bột tuổi trẻ, rất là ngang bướng, rất là ngỗ nghịch, làm cho ba buồn. Nhưng mà 4 năm, từ lớp 8 đến năm 12, chưa một lần có một lời xin lỗi chính thức với ba. Từ trước tới nay thì những cái lời mà yêu thương, những cái lời thổ lộ tình cảm thì con chỉ nói với mẹ thôi, rất là nhiều. Và ba thì dường như là một câu thì con cũng rất là ít để thổ lộ ra. Vậy thì hôm nay con muốn hỏi là sau bao nhiêu ngày tháng năm đó, ba còn tự hào về con không? Còn tự hào về đứa con đã từng ghét ba không? Nói chung đàn ông mà phải cứng rắn để mà dạy con đến người được, chứ không phải mà cứ yếu điều giống như người mẹ. Ba la là ba đau trong lòng. Thì mẹ là người sẽ an ủi con. Ba tự hào về con. Ba là một người cứng rắn, khắc khe như vậy mà sau khi nghe những lời tâm sự của em thì ba cũng đã cảm động và rơi nước mắt. Em cũng rất là xúc động vì ba có thể là hiểu được cái tâm tư, nguyện vọng của con mình. Con biết là ba luôn là phải tỏ ra mình là một người đàn ông có gia đình, luôn phải tỏ ra là mạnh mẽ. Nhưng mà ba có biết là một khi con đã khoe cái thành tích, một khi con đã khoe là con được điểm cao hoặc là con được giải này, văn nghệ nọ, có nghĩa là con đã rất tin tưởng và con đã rất là tự hào về cái người mình thương. Con chỉ muốn ba là khi mà nghĩ về con, ba sẽ luôn tự hào. Làm cha làm mẹ thì bản thân ba cũng thế thôi, giống như những người cha ba khác. Bao giờ cũng muốn rằng con mình giỏi và chăm ngoan. Nhưng mà dạ, ví dụ như có những cái con điểm số thấp, có một chút gì đó lơ là thì ba vẫn la. Và bây giờ ba cũng thế, và luôn luôn như là chờ con mình có những kết quả, nhưng mà chỉ có để trong lòng thôi, để mà uốn nắn con theo cái chiều hướng đi thẳng. Chứ không phải là mình cứ tự hào con rồi mình tung hô con mình lên để rồi nó sẽ đi chệch hướng đi. Đó là ý kiến của ba. Sau bao nhiêu tháng năm đó, ba vẫn luôn im lặng. Con muốn hỏi, ba có mệt không?
bây giờ cũng đã trưởng thành rồi, con sẽ lớn khôn rồi và con sẽ làm được những điều ba mong chờ. Đó là những cái gì mà ba im lặng bấy lâu nay, cả gia đình và những người thân xung quanh đều mong chờ cái sự thành công của con ngày hôm nay và ngày hôm sau nữa. Con đứng đây tham gia chương trình này ngày hôm nay để chính thức nói lời xin lỗi sau 4 năm con chưa làm được. À, em Kim. À, hình như là muốn chạy xuống ôm ba mẹ mình đây. Con tuy không được hoàn hảo nhất nhưng sẽ luôn yêu ba mẹ theo cách hoàn hảo nhất. Và dù cho như thế nào đi nữa thì với những nguyện vọng ba mẹ đặt trên đôi vai của con sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thiện nó.